Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Tiếp tục chiến dịch không kích quy mô lớn vào Liban. Mới đây, máy bay chiến đấu Israel lần đầu tiên bắn phá mục tiêu ở khu vực phía bắc Liban, đánh dấu bước gia tăng căng thẳng đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu quân sự ác liệt kéo dài hơn một năm qua giữa quân đội Israel và phong trào Hezbollah. Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Liban, Địa điểm bị tập kích là khu vực Aitu, có đa số người công giáo sinh sống ở phía bắc Liban. Cuộc không kích khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, đa số là dân thường. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ngày 8 tháng 10 năm 2023. Khu vực Aitu bị oanh tạc, dấu hiệu cho thấy không quân Israel có thể đang mở rộng mục tiêu tấn công ra toàn lãnh thổ Liban. Trước đó, các cuộc đánh phá trong chiến dịch không kích mũi tên phương Bắc kéo dài gần 2 tuần qua của Israel vào Liban, chủ yếu nhằm vào khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Hiện quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công, trong khi một số nguồn tin nước này nói rằng mục tiêu bị tập kích là một quan chức cấp cao Hezbollah. Động thái mở rộng không kích của Israel vào Liban được tiến hành chưa đầy một ngày sau cuộc tập kích bằng máy bay không người lái của Hezbollah và một căn cứ của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, ở gần thành phố cảng Haifa vừa qua khiến ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng và gần 60 binh sĩ khác bị thương. Đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah gây tổn thất nặng nề nhất cho IDF sau hơn một năm giao chiến. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galan thề sẽ dốc toàn lực tấn công trả đũa nhóm vũ trang Liban. Lực lượng gìn giữ hòa bình Unifin cho biết hai xe tăng Mekava của Israel đã phá hủy cổng chính và đột nhập căn cứ lúc bình minh ngày 14 tháng 10. Sau khi xe tăng rời đi, các quả đạn pháo phát nổ cách đó 100 mét tạo ra khói bao trùm khắp căn cứ, ảnh hưởng đến các nhân viên của Unifin. Quân đội Israel nói rằng các chiến binh Hezbollah đã bắn tên lửa chống tăng vào quân đội Israel khiến 25 người bị thương. Cuộc tấn công diễn ra rất gần đồn của Unifin và một chiếc xe tăng giúp sơ tán những người bị thương và sau đó đã lùi vào đồn của Unifin. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nói rằng đã tạo khói để che chắn hoạt động sơ tán những binh sĩ bị thương, nhưng hành động của họ không gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi thông điệp tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến lúc các ngài phải rút Unifin khỏi thành trì của Hezbollah và khu vực chiến sự. Ông Netanyahu nói, động thái từ chối rút quân của Unifin chỉ khiến họ biến thành con tin của Hezbollah. Điều này gây nguy hiểm cho cả họ và binh sĩ của chúng tôi. Thủ tướng Israel cho biết ông rất tiếc trước những tổn thất với Unifin và đang nỗ lực ngăn chặn điều này hết sức có thể. Ông nhấn mạnh cách đơn giản nhất là rút quân khỏi khu vực nguy hiểm. Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc Stefan Dujaric cho biết trong tuyên bố đưa ra vừa qua rằng Tổng thư ký Antonio Guterres bày tỏ sự biết ơn lực lượng gìn giữ hòa bình của UNIFIL những người giữ nguyên vị trí. Ông khẳng định lá cờ Liên hợp quốc vẫn tiếp tục tung bay. Tổng thư ký nhắc lại lời cảnh báo rằng không được phép biến lực lượng gìn giữ hòa bình thành mục tiêu. Ông Dujarric tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế. Điều đó có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Các binh sĩ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc liên tiếp bị thương tại miền Nam Liban những ngày gần đây khiến Israel hứng chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế. Một số nước cử binh sĩ tham gia UNIFIL đã chỉ trích mạnh mẽ Israel. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel cũng yêu cầu nước này ngừng tấn công lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc. UNIFIL được thành lập năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tấn công Liban để đáp trả vụ tập kích của các tay súng Palestine. Lực lượng này có khoảng 10.000 binh sĩ với nhiều quốc tịch khác nhau, đóng quân tại nhiều căn cứ dài rác dọc biên giới Israel, Liban. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận vào sáng 14 tháng 10 rằng UAV của Hezbollah đã tấn công một căn cứ quân sự gần Binyamina của Israel và thừa nhận 4 binh sĩ IDF đã thiệt mạng, 7 người khác bị thương nặng trong vụ việc. Hezbollah cũng tuyên bố họ đã tấn công vào doanh trại quân đội Golani Brigade ở Binyamina, Israel bằng loạt máy bay không người lái. Khu vực này nằm ở phía nam Haifa, nơi thường xuyên là mục tiêu tấn công của Hezbollah trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên của IDF Daniel Hagari cho biết trong một tuyên bố rằng một UAV đã vượt qua được hệ thống phòng không của Israel và tấn công căn cứ. Phát ngôn viên IDF nói thêm, IDF đang điều tra xem làm thế nào chiếc UAV này có thể vượt qua được hệ thống phòng không mà không bị phát hiện. Israel cấm mọi hành vi chia sẻ hình ảnh hoặc video về hậu quả của các cuộc tấn công của đối thủ nhằm vào các địa điểm trong nước. Tuy nhiên, các video chưa được xác nhận lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội dường như cho thấy một căn tin có mái bị hư hại. Theo Times of Israel, vừa qua Iran cho biết nước này không đặt ra lăn danh đỏ trong việc tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Israel. Bên cạnh đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội, ngoại trưởng arachi cũng gián tiếp đe dọa lực lượng mỹ có khả năng vận hành một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân ở israel ngoại trưởng arachi viết mỹ đã cung cấp một lượng vũ khí kỷ lục cho israel giờ đây họ cũng đang đặt tính mạng của quân đội mình vào vòng nguy hiểm bằng cách triển khai họ để vận hành các hệ thống tên lửa của mỹ ở israel mặc dù chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều trong những ngày gần đây để ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện trong khu vực nhưng tôi nêu rõ chúng tôi không có danh giới đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình hiện bộ ngoại giao Iran không đưa ra bất kỳ bình luận nào về phát ngôn trên. Trước đó, vị quan chức hàng đầu bộ ngoại giao Iran này đã bác bỏ mọi khả năng cho rằng Tehran sẽ âm thầm hứng chịu đòn tấn công của Israel mà không có phản ứng nào khác so với hồi tháng Tư. Vào thời điểm đó, Iran đã không phản ứng sau một cuộc tấn công trả đũa được cho là của Israel vài ngày sau khi Tehran triển khai cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên vào Israel. Trong khi đó, truyền thông đưa tin. Israel vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Nhà Trắng để tìm ra phương án đáp trả Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng phản đối một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân hoặc ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran. Cả hai phương án đều được cho là Israel cân nhắc. Trong bối cảnh chuẩn bị cho cuộc đáp trả, truyền thông Israel cho hay cuối tuần trước, Nhà Trắng cũng xem xét gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thả át tới Israel, Tuy nhiên, để vận hành chúng thì binh sĩ Mỹ phải có mặt tại Israel để điều khiển. Cũng trong một bản tin của đài NBC ngày 12 tháng 10, các quan chức Mỹ tin rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu trong cuộc trả đũa tiềm tàng của mình đối với Iran và sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng nước này. Đài này cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ nhắm vào các cơ sở hạt nhân hoặc thực hiện các vụ ám sát ở Iran. Dẫn lời các quan chức Mỹ, bản tin nói thêm Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về cách thức và thời điểm hành động. Iran đã bắn hơn 180 tên lửa đạn đạo vào Israel vào ngày 1 tháng 10 trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và lực lượng phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban gia tăng. Nhiều tên lửa đã bị chặn khi đang bay, nhưng một số đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel. Các mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn đã gây thương vong. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cảnh báo Israel sẽ tấn công Iran theo cách mạnh mẽ, chính xác và gây bất ngờ. Thế giới vẫn đang nín thở chờ các động thái tiếp theo của cả hai bên, trước lo ngại về viễn cảnh một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Iran có thể bùng nổ. Trong các cuộc xung đột, ngôn từ và hình ảnh cũng là vũ khí như đạn bom. Mỗi bên đều cần truyền tải ấn tượng rằng họ đang chiến thắng bất kể thực tế ra sao. Theo Sky News, trong video về cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel do Iran công bố, cảnh báo của Tehran đối với Tel Aviv được viết trên thân của tên lửa. Nội dung của nó là chiến thắng quyết định. Các áp về nhà lãnh đạo chính trị Hamas và thủ lĩnh Hezbollah thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel cũng được dán trên các tên lửa đạn đạo. Những hình ảnh đó có trong một video mà lực lượng vệ binh cách mạng Iran gửi cho truyền thông. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel IDF cũng triển khai một chiến dịch thông tin cực lớn, đóng vai trò chủ đạo trong cuộc xung đột với Hamas. Các cảnh quay Hình ảnh và đồ họa về các cuộc tấn công và tập trận quân sự được phát hàng ngày trên các kênh truyền thông xã hội và cho tất cả các tổ chức truyền thông chính thống. Lực lượng phòng vệ Israel cũng sử dụng video và các bài đăng khác để giao tiếp trực tiếp với kẻ thù. Vài ngày trước, họ đã đăng một đoạn clip trên mạng xã hội X, trong đó có cảnh một hàng domino, mỗi quân domino có hình ảnh của một vị chỉ huy Hezbollah lần lượt đổ xuống. Đoạn video kết thúc với nhiều quân domino vẫn đứng vững cho tới giờ, nhưng chỉ có khuôn mặt vô hồn. Theo sau là dòng chữ. Còn tiếp, mặt khác, trong bối cảnh gia tăng các mối lo ngại, bùng phát xung đột toàn diện ở Trung Đông, tiềm lực quân sự của hai cường quốc quân sự hàng đầu khu vực Israel và Iran đã được mang ra cân đo đong đếm. Việc Iran tăng cường trang bị vũ khí, khí tài cho lực lượng hải quân làm gia tăng lo ngại về những hậu quả thảm khốc nếu xảy ra xung đột giữa Israel và Iran vì cả hai dẫn đầu khu vực về tiềm lực quân sự. Theo báo cáo gần nhất của chiến trang quân sự Global Firepower Mỹ, Iran đạt hạng 14 trong bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh quân sự toàn cầu 2024, trong khi Israel đứng thứ 17. Đài DVK dẫn nhận định của giới quan sát rằng khó có thể so sánh sức mạnh quân sự của Israel và Iran vì mỗi bên đều có những thế mạnh riêng. Iran sở hữu nhiều khí tài tiên tiến, nhân lực chất lượng và kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, trong khi đó, Israel nổi tiếng với năng lực tình báo hàng đầu và nhiều vũ khí tinh vi. Việc so sánh sức mạnh quân sự giữa Israel và Iran trở nên khó khăn, còn bởi năng lực hạt nhân của mỗi bên vì những thông tin không đầy đủ. Dù chưa bao giờ công bố chính thức, nhưng Tel Aviv được cho là sở hữu khoảng 90 đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Trong khi đó, Iran được cho là có sở hữu công nghệ hạt nhân chiến thuật và từng cảnh báo sẽ tự chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu sự tồn vong bị đe dọa. Ông John Grishaniak, nhà nghiên cứu chiến lược quốc tế tại Học viện Công nghệ Georgia, Mỹ, cho biết Israel và Iran đã tránh xung đột trực tiếp trong nhiều năm, nhưng nếu một cuộc xung đột căng thẳng hơn nữa xảy ra, chắc chắn sẽ rất ác liệt thủ tướng israel benjamin netanyahu nói trong một thông điệp video do văn phòng của ông công bố mới đây rằng ngài tổng thư ký hãy đưa lực lượng lâm thời liên hợp quốc ở liban unifin ra khỏi nơi nguy hiểm việc này phải được thực hiện ngay bây giờ ngay lập tức hãng thông tấn tass dẫn lời ông netanyahu cảnh báo nếu lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc vẫn ở nguyên vị trí họ sẽ trở thành con tin của hezbollah nhóm vũ trang người hồi giáo dòng cia được iran hậu thuẫn ở liban israel đang đẩy mạnh chiến dịch không kích và tấn công trên bộ chống hezbollah ở nước láng giềng lãnh đạo chính phủ israel nhấn mạnh lực lượng phòng vệ israel idf đã nhiều lần đưa ra yêu cầu rút quân gìn giữ hòa bình quốc tế nhưng đã bị từ chối điều đó đã cung cấp cho hezbollah một lá chắn sống việc các ngài từ chối sơ tán các binh sĩ unifin khiến họ trở thành con tin của hezbollah gây nguy hiểm cho cả họ và tính mạng của những binh sĩ chúng tôi đây không phải lần đầu tiên israel đề nghị unifin rút binh sĩ khỏi đường xanh thuật ngữ chỉ biên giới Israel, Liban. Unifin hồi đầu tháng này cho biết Israel đã yêu cầu họ rời khỏi một số vị trí ở miền nam Liban, song lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không đáp ứng. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danan cũng khuyến nghị Unifin chuyển lực lượng về phía bắc khoảng 5 km để tránh nguy hiểm khi giao tranh gia tăng. Yêu cầu rút lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế khỏi Nam Liban được Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel bị cáo buộc tiến hành nhiều cuộc tấn công trực tiếp vào Unifil những ngày qua. Trong đó có các cuộc nổ súng vào căn cứ chính của lực lượng này ở Nakhura, phía nam Liban, khiến một số binh sĩ bị thương. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã cực lực lên án hành vi tấn công của Israel, coi đó là sự thách thức trắng trợn luật pháp quốc tế. UNIFIL được thành lập năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tiến đánh Liban để đáp trả vụ tấn công của các tay súng Palestine. Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua tháng 8 năm 2006 giao cho UNIFIL và quân đội Liban nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel sau cuộc xung đột kéo dài gần một tháng. UNIFIL có khoảng 10.000 binh sĩ đóng tại miền Nam Liban.